Vâng, xin chào các bạn. Hôm trước thì mình đã giới thiệu với các bạn mẫu 530 rồi, thì hôm nay 530 trừ 10 còn 520. Thì cái 520 này nó có cái trang bị gì thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé. Ngay từ cái chìa khóa này các bạn cũng sẽ thấy này. Các bạn sẽ thấy là khác này, 530 và 520. Tất nhiên đây là chìa khóa phụ thôi, chìa khóa chính nó có cảm ứng. Nó khá giống cái 7 series mà mình đã giới thiệu rồi. Và về phần thiết kế tổng thể thì các bạn có thể quan sát ngay ạ. Dành một phút để quan sát ngay ạ. Để mình bật thêm cái đèn nhé. Bật thêm cái đèn thì mình giữ vào cái nút ở dưới đây. Đấy, sáng luôn. Đèn rất là đẹp. Thì đèn trên 520 là đèn bi LED 2 beam nhé. Mỗi bên là 2 beam. Đèn sinh an thì là bóng halogen bình thường. Đấy. Phần cản dưới thì nó cũng hơi khác một chút. Ở đây nó là chỉ là cái ốp nhựa mờ thôi chứ không phải là chrome. Bóng đèn gầm thì vẫn là bóng LED. Có lẽ cái khác biệt lớn nhất giữa cái 520 và cái 530 nếu như chúng ta quan sát ấy, ngay bên ngoài này ấy, thì chính là cái bộ đèn. Và cái thứ hai là dưới nắp capo là cái động cơ 1.6. Để mình mở luôn cho các bạn xem. Giật hai lần và nhấc lên thôi, không cần mở khóa lẫy. Đấy, động cơ 1.6 twin turbo 170 ngựa, 250 Nm. Nhưng liệu mẫu xe này với cái động cơ này có yếu không? Mình đoán chắc là không, bởi vì cái 520 này so với 520 đời trước ấy, thì cái trọng lượng nó cũng là nhẹ hơn đâu khoảng gần 90 kg. Đấy. Và mẫu xe này có giá cũng mềm hơn so với 530 tới gần 700 triệu. Giá chính xác của nó công bố là 2 tỷ 389 triệu. Và giá lăn bánh tại Hà Nội với phí trước bạ 12% thì nó sát về khoảng 2 tỷ 7. Đấy, những cái con số các bạn có thể ước tính được ngay. Và phần bên thân xe, về thiết kế có lẽ là không phải nói lại nữa, bởi vì thiết kế của 5 series cũng đã rất là quen thuộc rồi. Nhưng cái trang bị ở trên cái 520 này, cái vành nó chỉ là 17 thôi. Vành 17 và mảnh 18 nó khác nhau thật. Lốp Michelin. Vâng, vành này thì có cái thiết kế hình chữ V Sport. Và camera 360 thì cũng không còn nữa. Vâng, thiết kế gương thì vẫn là đèn LED chìm, nó sẽ có cả trên gương nữa. Và trên những cái trụ A, trụ B, trụ C thì cái phần ốp này chỉ là phần ốp ốp nhựa sần chứ không phải là nhựa bóng. Phần đuôi xe có lẽ cũng không khác biệt quá nhiều. Không khác biệt quá nhiều thưa các bạn. Với thiết kế chung của dòng 5 series vẫn là đèn LED. Và cốp thì chắc chắn rồi. Không ra nó phải như nhau, hơi nhiều đồ, giấu luôn. Hơi nhiều đồ, hơi lộn xộn, giấu luôn nhé. Ngay bây giờ thì mình sẽ tiến luôn vào phần nội thất. Nội thất của 520. À, động cơ này là xích mới nổ. Còn động cơ 530 lấy luôn. Thì có thể nói cái khoang xe này nó cũng là một cái khác biệt khá là lớn. Khi mà không có cái gói luxury line. Các bạn có thể thấy phần dàn táp lô thì vẫn tương đối là giống, nhưng mà cái màn hình này đã khác rồi. Màn hình khác nhiều rồi, màn hình này bé hơn và có viền nhựa. Còn kia là màn hình kính tràn luôn, nhìn nó cũng khác thật. Phần ốp này là phần ốp nhôm nhựa thì đây. Và hệ thống điều hòa thì vẫn vậy. Điều hòa thì vẫn là 4 vùng độc lập. Vâng, tất cả chi tiết ốp trên này nó cũng đã khác rồi. Trông nó trẻ trung và thể thao. Đương nhiên rồi, tranh nhau 700 triệu nó cũng phải khác đấy. Cần số, hệ thống điều khiển comăng này cũng vậy nhá. Hệ thống điều khiển comăng này cũng thế. Xin lỗi, hệ thống điều khiển iDrive. Núm xoay nhỏ hơn, không có cảm biến, không có thể viết chữ ở trên đây được. Nhưng các cái tính năng thì cũng là tương đối là đầy đủ. Đấy. Các chế độ lái cũng là Eco này. Comfort, Sport. Tuy nhiên khi mà trên cái bảng đồng hồ táp lô trước sau cái vô lăng này thì nó không phải là full digital nữa.
thiết kế khá là cổ điển. Để mình nhấn xem cái chế độ Sport nó có giống xem cái năm kia không, Sport Display này. À vẫn có, vẫn có, vẫn có, vẫn có, vẫn có đấy. Ở trên mẫu xe này thì chỉ có hệ thống cảm biến thôi, chứ cũng không có camera 360. Cảm biến thôi, camera lùi. Rồi, camera lùi. Phanh tay điện tử, auto hold, những trang bị rất là cơ bản. Và hộp đựng đồ, diện tích cũng vừa phải. Da thì cũng da màu kem cao cấp, da này thì phải giữ gìn khá là kỹ. Và trên vô lăng của BMW 520, như mình đã chia sẻ rồi, chiếc vô lăng khá là dày. Mình nghĩ cái vô lăng này phải có tính nghệ thuật hơn nữa. Vâng, phải có tính nghệ thuật hơn nữa. Có Adaptive Cruise Control, có giới hạn tốc độ. Bên này thì điều khiển cái hệ thống audio bình thường thôi, kết nối điện thoại. Và không có lẫy chuyển số sau vô lăng. Nhìn chung đây là một mẫu 5 series tối ưu nhất, phiên bản cơ sở nhất của dòng 5 series. Đây chính là 520. Ngay cả bên thành cửa này cũng vậy này, cũng không phải là ốp gỗ nữa, nó đi theo một cái gói rồi, nó đi theo một gói trang bị cơ bản rồi. Nhớ hai vị trí, hệ thống loa trên mẫu xe này cũng là loa bình thường, loa hi-fi gì đấy. Công suất nó cũng vừa phải, hơn 200W. Chắc chắn sẽ không bằng cái loa Harman Kardon trên cái 530 được. Và đương nhiên ghế cũng sẽ không có massage. Và nhìn chung là ngồi cái khoang xe là khá là rộng rãi và cảm giác cũng là tương đối sang trọng. Với một cái mức giá là 2.389.000.000 thì để mình xem nào. Nếu như xét về trang bị thì nó sẽ cùng với những cái dòng như là E200. E200 thôi. Và cũng có thể cộng lên một chút nữa thành E250. Còn so với Audi sẽ là giá từ Audi A6 có giá cơ sở từ 2.2 có lẻ một chút. Và nếu mà so với Lexus thì là Lexus ES. Lexus ES vừa mới giới thiệu khoảng 2.5 tỷ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là trong một cái phân khúc như vậy thì 520 có một cái lợi thế về thương hiệu BMW và nhập khẩu. Cho nên giá nó là như vậy nhá. Anh em có ý kiến như thế nào thôi, cho cái comment xuống dưới nào, nhận xét điên đảo bộ cái. Rồi bây giờ thì cái động cơ 1.6 mình khá là tò mò, nó có yếu hay không. Ra đường thì chưa được chạy, bởi vì nó còn thiếu nhiều cái vấn đề. Bây giờ thì mình chạy thầm kín một tí ở trong cái khuôn viên. Động cơ nghe rõ hơn khi ngồi trong khoang của 530 1.6. Có yếu không? Mình nghĩ là không. Nếu như đẩy từ 1 lên đến 3-40 thì không. Đi chậm cũng rất là êm. Tăng tốc nhẹ cái nào. Úi giời, không đâu. Thôi, thế thôi. Bây giờ thì nhẹ nhàng thế thôi. Còn đánh giá chạy, vận hành, chạy phũ, chạy như thế nào đấy thì hẹn các bạn trong một cái chương trình tiếp theo. Khi mà chạy thoải mái trên đường nhá. Về không gian ở hàng ghế sau. Bây giờ mình sẽ ra mình ngồi thực tế xem ở hàng ghế sau có trang bị gì không. À, trên cái 530 có cái hệ thống nước hoa ấy, thì mẫu xe này xem nào. Để mình xem. Không có luôn. Rồi. Giờ mình ra hàng ghế sau. Bước vào khoang xe của 5 series vẫn là cảm giác ngồi BMW. Chắc chắn, tinh tế, đơn giản, sang trọng, cửa hít. Cửa hít, rèm che nắng có nhá. Đèn ambient light cũng có. Nhưng mà ốp trên này là chỉ là ốp nhôm, ốp nhựa. Da thì vẫn tương đối đẹp. Không gian ngồi thì cũng rộng và thoải mái. Với form của dòng xe hạng D thì chắc chắn rồi, bạn sẽ có một cái không gian tương đối là rất là thoải mái. Da rẻ thì cũng vậy thôi. Bể thì tay cũng thế. Cũng không có cái khe cắm USB đằng sau. Hệ thống điều hòa thì vẫn là 4 vùng. Có 2 cửa gió bên này và 2 cửa gió bên trụ B. Đấy. Đấy các bạn có thể thấy đâu.
Nhìn chung đúng là một mẫu xe cho dành nhiều cái tiện ích cho người lái, cho nên ngồi hàng ghế sau thì có lẽ là sẽ thưởng thức cái sự êm ái này, à, hay là tĩnh lặng này, và mùi của xe sang, hương vị của xe sang tới từ Đức. Rồi bây giờ thì các bạn nếu như có ý kiến nhá thì hãy chia sẻ thêm giúp mình nhá. Những cái mẫu xe của Đức này nó khá nhiều cái tính năng hay mà có lẽ chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để sử dụng nó, để trải nghiệm nó hàng ngày mới phát hiện ra nữa. Thì nếu có ý gì hay các bạn vui lòng hãy góp ý thêm giúp mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một chương trình tiếp theo. Ngay video tiếp theo chúng tôi sẽ có một cái chương trình so sánh giữa BMW 520 và 530, tại sao nó lại khác biệt tới 700 triệu. Các bạn hãy rung chuông và subscribe kênh để chúng tôi tiếp tục sẽ đăng tải những cái video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.